hai bạn. Nay ngày thứ hai thì nay sáng sớm mình với vợ mình đi ra chợ đầu mối thầy cho bây giờ đầu mối mà chợ bán sỉ để mua nước với lại mua chút sữa cho con gái mình. Ngoài ra thì mới tối rạng sáng ngày hôm nay ở bên thành phố Las Vegas nó có một vụ bắn súng mà chết nhiều người, chết nghe nói hiện tại trong thời điểm này họ nói là có 50 người chết và hơn 500 người bị thương. Thì cái vụ bắn súng á, nó gọi là mass shooting. Mass shooting á, có nghĩa là nó giết người ở một địa điểm đó mà nó giết rất là nhiều người thì nó gọi là mass shooting. Còn serial killer á, thì có nghĩa là nó phải giết á, là ba, coi như nó phải giết người ít nhất ở ba địa điểm khác nhau trong vòng 3 ngày khác nhau, cho nên nó mới gọi là serial killer. Còn mass shooting với serial killer nó hoàn toàn khác nhau. Thì mình thấy nó vậy nên mình mới muốn phân tích đơn giản như còn dễ hiểu. Rồi ngoài ra sáng sớm mình cũng phải gọi điện lên sở cảnh sát để mà mình lấy cái report, là giống như là cái giấy mà nó ghi lại cái một cái vụ đụng xe. Tại mẹ mình hôm thứ sáu bị người ta đụng và người ta chạy mất tiêu. Hay gì là mẹ của mình đang lái xe thì không, cái này là mẹ mình đậu ở một chỗ thôi mà nó lùi xe nó đụng xe của mẹ mình. Thì mình không biết là nó biết hay là không biết, nhưng mà hả nó chạy mất tiêu rồi nên báo cảnh sát. Mà cũng may là có người làm chứng, cho nên mình nghĩ mình sẽ đi theo cái vụ này để mình lấy tiền đền lái xe. Thì cũng nhân tiện đây mình muốn giải thích về hit and run ở Mỹ là như thế nào, rồi đụng xe bỏ chạy. Thì hit and run có nghĩa là ai đó lái xe đụng người, đụng một chiếc xe hoặc là đụng vào một cái tài sản nào đó của một người khác á, thì nó gọi mà họ bỏ chạy mất tiêu luôn á thì nó gọi là hit and run. Đang là 64 độ F thì khoảng chừng 17-18 độ C. Bên tiểu bang mình là chính thức gần như là vào mùa thu rồi. Theo lịch á thì tiểu bang mình là vô mùa thu rồi, nhưng mà nhiệt độ thì nó vẫn còn mấy ngày trước á thì nó vẫn còn vòng vòng ở bên mùa hè, giờ nó chuyển qua thành mùa thu chính thức rồi, lạnh rồi. 17 độ đối với bên tiểu bang mình là mát, đối với một số tiểu bang là mát. Mình thích ở nhiệt độ giống như nè, khoảng như mười mấy độ. Nhưng mà khoảng chừng 2 tháng thôi đây sẽ lạnh. Cây bắt đầu các bạn thấy nó chuyển màu rồi. Chị vợ mình nói là chị vợ mình muốn đi coi lá mùa thu, mà không phải chỗ mà trước mà mình đi năm ngoái mà đi tới Tennessee luôn. Chắc có thể làm một chuyến đi Tennessee. Các bạn coi Nguyễn Ngàn bánh đây là bánh của Noel á, khi mà biếu ăn nhà. We'll be right back.
Giờ đang ăn trưa. Này ly nước mía mỗi ly là $3, loại nhỏ bữa mua là lớn nên mới $6, còn nó loại nhỏ thì có xíu à, $3, 60.000 Việt Nam. Ổi nha mình. Trái cũng bự hơn được lúc mua rồi. Mới ra thành trái nhỏ nè. Đó. Rồi má. Gì dân chơi. Làm gì à? Làm bánh xe. Làm gì? Đèn nó bám ra mày có la là nhiều. Lâu biết đâu chứ người để mà làm cái ok. Bốn năm rồi. Giờ mình với chú Trung đi uống nước. Trung qua đón mình đi. Tình hình là có thể chủ nhật này mình với lại Chung sẽ đi câu cá nữa, cho nên bây giờ mình soạn đồ qua mình coi có thiếu gì không, mua trước. Có mình với thằng Chung đi kỳ nãy thôi. Nếu đúng ra mình với thằng Chung là gần năm rồi mới đi câu cá chung nhau, cũng gần năm rồi tao mày mới đi chơi chung đúng không? Năm ngoái là đi Cali, Las Vegas với lại đi câu cá, năm này là chưa đi đây đâu đó, nên năm nay đi một chuyến được trước khi hết năm. Chào á. Đây cái bộ này là bộ tao nói mày nè, mua mấy đồng mà có 3 cái rồi đó. Trời, trước kia nó bán nhiêu, 5 đồng cái hay 10 đồng cái á. Thì đó, tao mua có 5 đồng mà 3 cái. À, với kẽm có luôn rồi nè. Dư nè, đúng không? Đây là dư chắc luôn. À, cái này là cái mà tao chế hôm bữa nè, dính được từng tàn nhà nó không á. Nè, mình để ý đây nè nha. Đáng lẽ đây á, là nó còn thêm một cái hút dài đây nữa mà nó bị đứt rồi, cho nên tao lúc đầu là tới 3 hút luôn, là một cái nó nằm ở ngay đây nè mà nó bị cá cắn đứt rồi, cho nên tao chế thêm cái này nữa để chơi để móc được cái đuôi, thấy không? Còn cái này á, là để móc được cái đầu nữa nè. Còn trên này á, là có tới hai cọng dây kẽm, mày đứt một cọng mà vẫn còn cọng mày chơi tiếp đó, thì tao chế ra là cái đó để coi rồi. À, bộ lưỡi còn nè, mấy loại này một cái nè, mấy cái nhỏ ấy không tính đi, 2 cái 3 4 này hái này đủ câu rồi. Gì? Mình câu mấy cái nụt thôi mà, phải không? Dạ. Câu là mồi thôi, quan trọng cái bự. Ông nội năm á, câu bằng cái này nè là dính ngon nhất luôn á. Cái màu nó chiếu á. Ồ. Ừ. À. Chắc cái màu xanh á nó đó là chất lượng luôn không? À, còn mấy cái nhỏ nhỏ nè. Như để đủ cái. Để mấy cái nào lấp lánh mấy con cá dễ đi theo lắm, giống như trời ơi chọc. Nó chọc tức nó dí heo á. Ừ. Nhả vô mặt nó dí heo là chết. Còn nó như đó à, chắc phải mua thêm bịch nữa. Lát tính tiếp. Coi giờ rồi. Quan trọng cần mua gì nè. Cần hả? Cần câu gì mày, nếu mà mày lấy của Nhật đi thì mày không cần phải mua. Nếu nhà tôi có một cái của cái hiệu Shimano, lấy thêm cái reel của nó nữa là ngon á. Ừ, vậy thì mày đâu cần mua gì đâu. Coi rồi chơi chắc đủ rồi. Mấy bữa nay tưởng bánh xe có vấn đề không mà hết hồn, đo lại đằng sau nó chưa đầy. Giờ là ngon rồi. Mấy bữa nay chưa rửa bánh xe. Giờ hay. Đủ rồi.
không chẳng cần mua gì hơn. Thì nhà tôi chắc được còn một hùng luôn rồi, đương nhiên còn đầy đủ. Có mày có gì cho trọng? Ai biết đâu, phải về lục nữa. Đợt này đi mang hay có lưới nữa. Lưới chắc làm đâu thế gần đi soạn đi, quan trọng cuối tuần thì quẩy rồi. Đây là mà ăn món bò nhúng giấm. Bò nhúng giấm có thằng bằng lòng, có thằng bằng lòng không, cái này lá lách không, nó ừ. Cái gì á, lá sách, lá sách cho hết nền nước luôn. Ăn phở có lá sách. Ừ, cho ăn phở cho hết ăn nè. Này phải chấm với cuốn. Trời ơi, mà cuốn cái ăn no rồi, không có cái thứ hai luôn. Ăn như mắm nêm không có răng mà rãi rau nhiều quá ăn không nổi. Có luôn thơm hay quay nè, ăn thơm.